nghe rất là nhiều bài hát của anh. Khi em xem anh biểu diễn thì rất là năng động và cuốn hút vậy ạ, khiến em không thể rời khỏi màn hình. Em cảm thấy anh cũng là người khá thân thiện và hòa đồng với mọi người, cũng vui tính nữa. Em đã theo dõi từ khi còn tham gia Giọng Hát Việt năm 2015. Giọng của rất là hay, dày, rất là dày. Quán quân trước Ali một mùa, cho nên là Ali cũng phải có những cái nhìn để mình có thể học hỏi nhiều hơn trong cái chặng đường âm nhạc sắp tới. Kiểu như là đem lại cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người á, cho nên ai làm việc cũng cảm thấy vui vẻ vậy. Đôi khi tình yêu sẽ hóa lệch lạc khi vô tình một trong hai quấn lấy rơi cháy đến khi vỡ lỡ. Ta hãy hoài tương lai, chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa một mình tình khóc giữa mưa nên cơn đau vào từng hơi. Đó là chàng trai trẻ với tên thật Nguyễn Đức Phúc, 18 tuổi. Đức Phúc trở thành quán quân cuộc thi Giọng Hát Việt mùa thứ 3 năm 2015. 3 tháng sau, bài hát Chỉ Một Câu, sản phẩm đầu tay, đã mang về cho Đức Phúc giải ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất, ca sĩ được yêu thích nhất trong chương trình Bài Hát Việt 2015. 19 tuổi, Đức Phúc lại mang về giải đầu của chương trình VTV Bài Hát Tôi Yêu với MV Giấu Mặt. 20 tuổi, lượt bình chọn cao của khán giả đã giúp Đức Phúc đạt giải thưởng nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong chương trình Queen's Choice 2017. Điều gì đã giúp chàng ca sĩ 23 tuổi chạm đến thành công nhanh đến vậy? Em không chỉ thi mỗi Giọng Hát Việt đâu, em thi cái chương trình âm nhạc nào em cũng thi hết. Em Vietnam Idol này, Vietnam Got Talent hay là The Voice hay là X Factor thì là em tham gia hết. Cũng vậy, có một cái đen đủi là không một chương trình nào mà em được lên TV hết. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Phúc, năm nay mình 16 tuổi và mình đến từ trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình đến với Voice Up xin thể hiện ca khúc Listen của Beyoncé. To the song here in my heart. Chắc có thể lúc đó là vì cái giọng hát của mình nó cũng chưa đủ độ chín. Rồi em còn nhớ đến những cái thời gian mà ngồi đợi để vào thi á. Có ngày chị biết em đến từ 9 giờ sáng mà em đợi đến 11 giờ đêm. Cuối cùng họ báo rằng là vì số lượng thí sinh bị quá tải nên là về sáng hôm sau đến thi lại. Thế mà em vẫn hôm sau vẫn đến. Em nhớ là cái đợt mà em đi vào thi Giọng Hát Việt. Và đúng cái đợt đó thì em lại phải vừa đang đi học mà lại vừa phải làm sao để có tiền mà để vào Sài Gòn để thi Giọng Hát Việt. Thì đợt đó thực sự là bố mẹ cũng không có tiền để cho, cũng không có tiền để đóng học, không có tiền để cho đi vào Sài Gòn. Em nhớ là em vào Sài Gòn trong túi là có khoảng 2 triệu. Mà chị phải vào Sài Gòn lâu chứ, chứ chị có được ở ngắn đâu. Tại vì vào Sài Gòn xong rồi đến cái vòng giấu mặt là trước đó là phải tận 2 tuần nữa không mới đến vòng giấu mặt. 2 tuần đó thì chị phải ở trong Sài Gòn. Đó, thế nên là 2 triệu một phải chất bóp tiết kiệm nhất có thể. Những trở ngại đầu tiên trên con đường tiếp cận âm nhạc đã không khiến Đức Phúc dừng lại. Đức Phúc tự tìm cho mình một lối đi cùng âm nhạc. Một cái điều đặc biệt mà em nghĩ là cái này là cái cũng rèn luyện cái giọng hát của em rất rất nhiều. Đó chính là hát karaoke ở nhà. Lúc nào em cũng vào phòng vệ sinh và em tự hát ở trong đấy. Nếu mà không được hát karaoke thì em nghĩ là đó là cái mà rèn luyện cái giọng hát của em khá là nhiều. Em hát tất cả mọi bài, bài nam, bài nữ em hát hết. Tiếng Anh, tiếng Việt em hát hết. Đó là cái mà em nghĩ lúc đó thì kiểu mình rèn luyện được cái giọng hát của mình. Thực sự là mình cũng không biết là nó hay hay dở đâu, nhưng mà đó là một cái quãng thời gian để mình ngày nào mình cũng được tiếp xúc với âm nhạc, mình được hát như thế. Chỉ cần được hát, chỉ cần không bỏ cuộc sau những thất bại của các cuộc thi âm nhạc, chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ chạm tay. Xin chúc mừng Đức Phúc. Rất là lẫn lộn, nước mắt hạnh phúc có, nước mắt không tin vào cái điều đó cũng có, nước mắt của nỗ lực nó cũng có.
Nhưng ngay khi vừa chạm đến hạnh phúc, cậu bé có ngoại hình mõm mĩm, rụt rè giữa đám đông đã nhận ra rằng sự thật luôn luôn phũ phàng. Khoảng thời gian đó chắc là cũng sẽ có những cái lúc mà em bị những cái lời nói đó nó tác động đến mình quá là nhiều, khiến em cũng rất là buồn, thực sự như vậy. Khi đọc các bài báo bình luận không hay về anh trai mình, bản thân em cảm thấy rất là buồn. Không nghĩ rằng những bình luận không hay và phản ánh trái chiều đấy sẽ xảy đến với anh trai mình. Em cũng chưa thấy được cái cảm nhận của bố mẹ nếu mà khi mà đọc quá nhiều những cái bình luận ác ý về em như thế nào, thì em nghĩ chắc chắn sẽ buồn. Em buồn là bố mẹ em chắc chắn sẽ buồn. Tôi cũng có theo dõi Facebook ấy. Thì trên Facebook thì đúng là nếu như tôi mà là cháu cái thời điểm đó thì tôi không thể vượt qua được. Bởi vì trên Facebook có những cái câu nói đến cháu, tôi đọc tôi cảm thấy là rớt cả nước mắt. Là thật, chứ nó cũng không phải là một cái hư cấu nào cả. Nên mình không việc gì mình phải trốn tránh hay trốn chạy những cái điều đó. Khi mà tôi nghe thấy cháu gọi điện về, cháu thông báo là cháu hỏi bảo bố ơi, đợt này con định phẫu thuật thẩm mỹ đấy bố ạ. Thế tôi nghe thì tôi cảm thấy là rất là sốc. Em là người cũng đã hỏi cô Mỹ Tâm về cái, để cô cho lời khuyên là mình có nên quyết định làm cái đó hay không. Thì cô còn nói với em một cái điều mà thực sự đến tận bây giờ mà em vẫn cảm thấy rất là đúng và rất là tâm đắc. Đó chính là cô nói rằng là đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Cô không thể đưa cho con một cái lời khuyên chính xác nào cả. Cô chỉ nói với con một cái điều rằng là con hãy làm những cái điều gì mà mình cảm thấy hạnh phúc. Khi mà đã quyết định rồi thì phải tin tưởng vào cái quyết định đó của mình. 5 tiếng trong phòng mổ, không người thân bên cạnh, không một hình dung rõ ràng về diện mạo mới của mình. Đức Phúc chỉ có duy nhất niềm tin về quyết định của bản thân. Cái ngoại hình, cái sự sống của tất cả các bạn là nằm trong tay bạn. Đức Phúc từng nghĩ ngoại hình là cầu nối đến gần khán giả, nhưng có lẽ khán giả đến gần hơn với ca sĩ trẻ này bởi nhiều lý do khác. Chương trình may mắn được theo chân Đức Phúc một ngày và đã tìm được đáp án cho câu hỏi sức hút của ca sĩ Đức Phúc. Thật sự cảm giác mà được hát cho tất cả các bạn sinh viên của tất cả mọi trường mọi miền trên đất nước đó là một điều rất rất tuyệt vời. Tất cả mọi thứ nó đều không nhiều, nhưng nó giúp cho cái tinh thần của mình rất rất tốt. Và cũng như rằng là đi diễn sinh viên lúc nào cũng là những lúc mà không nghĩ là tất cả nghệ sĩ đều sẽ cảm thấy rất là sung sức, đều rất là nhiều năng lượng và đều rất là thích. 10 giờ mới biểu diễn, nhưng 9 giờ Đức Phúc đã có mặt tại trường cùng thảo luận với nhóm nhạc. Dù vũ đạo đã được tập và biểu diễn nhiều lần, vui vẻ chờ đợi và đúng giờ biểu diễn say sưa. Từ nắng ấm là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây Phúc đang có mặt tại studio của Billboard Việt Nam. Và ngay sau đây Phúc sẽ đến với cuộc phỏng vấn của Billboard Việt Nam. Và xong sau đó thôi thì Phúc sẽ phải chạy ngay về nhà để gọi là thay đổi lại layout make up các kiểu của mình để bắt đầu cho những cái hoạt động lịch trình tiếp theo vào tối nay. Sẽ rất là nhiều hoạt động và lịch trình cần phải hát hò rất là nhiều. Và hy vọng tất cả quý vị sẽ cùng chờ đón xem một ngày của Đức Phúc như thế nào. Phúc đang make up
để chuẩn bị cho hai chương trình tiếp theo. Đây là chị make up mà make cho Phúc là cũng được khoảng hơn 3 năm rồi. Nên là mỗi lần make là chị đến nhà make. Bình thường trong cái vấn đề make up hay là make đồ hay là cái gì đó thì Phúc là một người rất là chỉnh chu, nói chung là rất là kỹ trong những cái bước này. Trước là học kiến trúc nên là kiểu mấy cái mà căn căn chỉnh chỉnh cho nó đều là em rất hay. Hay bị mắc bệnh ấy. Chuẩn bị đến giờ mà Phúc chuẩn bị phải đi diễn nên là bây giờ Phúc sẽ làm thay đồ và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả tại địa điểm diễn đầu tiên của tờ này. Này, vẻ mặt đầy lo lắng này không phải là một Đức Phúc mà mọi người vẫn thấy. Buổi biểu diễn nào cũng vậy, nhưng tiết mục này lại khiến Đức Phúc hồi hộp hơn. Ấy là vì nhớ lại cái thời ngày xưa khi mà mình đi thi và mình bước chân lên sân khấu Giọng Hát Việt người lớn, nó làm Phúc hồi hộp hơn nhiều. Tại vì khá là bồi hồi, cũng khá là lâu rồi Phúc mới quay trở lại sân khấu Giọng Hát Việt nói chung và Giọng Hát Việt nhìn nói riêng. Thế nên là hôm nay sau khi mà biểu diễn xong cái phần thi đó thì cái phần hồi hộp nó cũng nguôi đi bớt, nhưng mà thực sự là đến bây giờ nó vẫn còn đáng rất là lâng lâng. Cảm giác lâng lâng kéo dài đến tận 1 giờ sáng khi Đức Phúc một mình trở về nhà. Giờ này mọi người đã yên giấc cùng gia đình, nghệ sĩ như Đức Phúc vẫn thức lại lặng lẽ một mình. Đôi lúc Phúc cũng sẽ có những cái cảm giác cảm thấy kiểu hơn một chút tủi thân, hơn một chút lạc lõng như thế. Nhưng mà thực sự là những cái cảm giác này nó trôi qua cũng rất là nhanh. Phúc thì luôn luôn gọi là làm sao cố gắng tốt nhất để tìm được cho mình những cái nguồn năng lượng tích cực để đến với bản thân mình, và để sao cho lúc nào cái tinh thần nó cũng sẽ phải cố gắng một cách thoải mái nhất, thư giãn nhất, và để còn có một cái tinh thần, giữ vững cái tinh thần để còn làm những công việc tiếp theo của một cái ngày mới. Một ngày đi cùng ca sĩ Đức Phúc, không thấy phút giây nào dành cho mệt mỏi, chỉ có sự nghiêm túc làm việc, chỉ có nụ cười, chỉ có sự yêu thương của khán giả dành cho Đức Phúc. Dường như đã đủ lý do để giải đáp chuyện thành công có đến sớm với ca sĩ Đức Phúc. Nghe rất là nhiều từ bài Ánh Nắng Của Anh cho tới Hết Hương Cạn Nhớ. Em hay nghe nhất đó là bài Ánh Nắng Của Anh với lại bài Hết Hương Cạn Nhớ. Hết Hương Cạn Nhớ bài mới hot đến đây ạ. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau và từng hơi thở, một người mình đang nhớ. Được đầu tư chỉnh chu với phần nhìn hấp dẫn, phần nghe ngọt ngào với giọng ca đầy biểu cảm, MV Hết Hương Cạn Nhớ đã đạt 14 triệu lượt xem sau một tuần phát hành. Hết Hương Cạn Nhớ tiếp tục trở thành sản phẩm âm nhạc thành công của Đức Phúc. Sự thật là chỉ một người giữa một người. Đây chính là bức tranh Hết Thương Cạn Nhớ hình cụ Lý đứng dưới gốc cây, mới được tặng ngày hôm qua. Những cái món đồ này không phải tự dưng mà có,
đó chính là nhờ tất cả nhiều quý vị khán giả và cũng như là nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả và những cái món quà sinh nhật rất là tuyệt vời này. Thêm một điều tuyệt vời nữa dành cho Đức Phúc. Sau khi cháu phẫu thuật thành công rồi ấy, thì lúc đấy cái lượng người biết đến cái tên tuổi cháu nó nhiều và nó nhanh lên một cách đột ngột. Thì có lẽ là những cái người mà bắt đầu biết cháu từ cái thời điểm đó thì họ sẽ nghĩ rằng là cháu thành công quá nhanh. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, và cháu là cái người mà đã làm tất cả, trả tất cả các loại giá để mà đạt được cái thành công như hiện tại cháu đang đạt được. Lúc nào bố mẹ cũng luôn căn dặn con là con bước chân vào con đường nghệ thuật này thì nó cũng sẽ ra có nhiều chông gai và cạm bẫy trong cái cuộc sống con đường nghệ thuật này, nhưng mà con phải luôn tỉnh táo và đón nhận tất cả những sự việc gì nó sẽ đến với con. Thế như cái đợt trước mà cháu đạt quán quân thì có phỏng vấn trên đài truyền hình thì tôi có nói thẳng với cháu là sau này con có đi biểu diễn ấy, thì con đừng có nghĩ nhiều đến cái vấn đề tiền cát xê, mà con hãy nghĩ đến làm sao là mình biểu diễn những cái bài hát mà thật là thành công nhất để mà được khán giả yêu mến. Tôi có nói rằng là gọi là nói không với bệnh sao, bởi vì tôi ghét nhất, và cho tới bây giờ tôi cũng vẫn luôn dặn dò cháu phải luôn luôn giữ tôn sư trọng đạo, đối lễ phép với các bậc nghệ sĩ đã đi trước con, và biết yêu quý mến và kính trọng fan của mình. Bởi vì một người nghệ sĩ có thành công đến đâu mà nếu như không có người hâm mộ thì cũng không ai biết cả. Bình thường em với bố mẹ cũng không nói về những vấn đề này quá nhiều, và em cũng không biết là suy nghĩ của bố mẹ như thế nào. Em cũng khá là may mắn tại vì được bố mẹ ủng hộ trên cái con đường nghệ thuật này. Đức Phúc đã vượt qua những tổn thương để chạm tay đến thành công. Nỗ lực của bản thân vẫn là chưa đủ nếu không có được sự sẻ chia, động viên của gia đình. Những nhắn nhủ của ba mẹ đã là kim chỉ nam cho ca sĩ trẻ Đức Phúc tiếp tục đi đúng hướng trên con đường mình chọn. Tinh thần sống đó, Đức Phúc không giữ cho riêng mình. Là một nghệ sĩ trẻ, thì em chỉ hy vọng rằng là mình có thể truyền cảm hứng được cho tất cả các bạn trẻ. Em nói về âm nhạc, về cái ngành nghề của em. Ngành công nghiệp giải trí này thực sự là nó đào thải rất là nhanh. Nên là cái việc mà chị phải giữ cái ngọn lửa và cũng như là giữ cái độ nóng của mình trong một cái khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật thì đó là cái điều rất là quan trọng. Cần bạn phải rất là tỉnh táo. Tỉnh táo để theo đuổi cái đam mê đó. Theo đuổi đam mê và sống hết mình với đam mê đó là một cái điều rất đáng quý. Nhưng mà cách các bạn đối diện và cũng là đối mặt với cái đam mê đó, đối diện với thực tại như thế nào, nó cũng là một điều rất là quan trọng. Còn cái việc mà chúng ta sẽ nuôi dưỡng và cũng như là bồi đắp cái đam mê đó như thế nào, đó còn phải là cái sự nỗ lực của mình và cũng như là cái con đường tiếp theo nữa. Một ngày theo chân ca sĩ Đức Phúc đã giúp chúng tôi hiểu thêm về chặng đường dám ước mơ, dám thực hiện để được yêu thương và thành công. Nếu trái tim bạn đang bị thiêu đốt bởi những ước mơ nào đó, hãy ngày ngày nhích thêm một chút về phía chúng. Đức Phúc đã và sẽ luôn tin rằng chỉ cần chúng ta không ngừng khao khát và can đảm đi đến cùng con đường dẫn đến ước mơ thì sẽ có lúc được toại nguyện.